Rồi, buổi trưa ngày hôm nay nha cô chú anh chị, 20 đây tháng 6 ha. Em cũng có làm clip báo giá cho anh chị mình 8 con 3B tầm 5-6 tháng bò nha anh chị. 5-6 tháng bò nha. Chiều cao con thấp nhất á, như mấy con này nè. Đó, 1m03 nha anh chị. 03-04 nha, đó như con này nè. Còn mấy con kia là tổng cũng 1m cũng cỡ đó đủ lên nha anh chị. 1m05, 1m06, 1m07 nha anh chị. Nói chung quay cho anh chị mình 8 con nha. 8 con này cũng đều nhau anh chị ơi. 9-10 nha. 9-10 nha. Đó. Nói chung này em thả luôn quay cho anh chị mình nha. Đó. Thả thì nó đi về anh chị cũng dần dễ dần ha. Đó. Chung quay sơ lược 8 con đi. Anh chị nào có xong cái em để số điện thoại trên cái màn hình đó. Dù kết bạn với em đi rồi em quay dù mình mua lẻ lẻ 2 cặp. Hay là như em quay lại cho anh chị mình nha. Nói chung giờ em quay chung vậy đi. Đi. Chưa. Dàn đít con nào cũng ngắn múi anh chị ạ. Con nào cũng ngắn múi rồi. Đi. Đi. Tại hả không có cục dây anh chị. 8 con nha. 8 con này, con này đít bất tần. Đó có 2 con đỏ nha. Đó là 2 con đỏ anh chị. 2 con đỏ chiều cao cũng cỡ 1m04 cũng về nha anh chị. 1m04, 1m05 nha. Đó. Chiếc con bông nè đó. Cái này cũng 1m04, 1m05 lên nha anh chị. Đó. Có con này là ảnh già tháng nhất nè anh chị. Con này nè. Đó, cái con đó. Cái con bông mũi tiêu này già tháng nhất nè anh chị. Trong 8 con này là anh không có cục dây nha. Còn là 2 con cục dây là riêng chị ơi. Đó, đây con này. Chung dạng đứt con nào mấy ngắn múi hết rồi. Có con này là ảnh cao cao nhất nè, đó, múi tiêu nè. Con nó 5 con đây còn. Nó 6 con đây còn. Con này cũng cao cao rồi. Cái bò đít con nào con nấy cũng ngắn múi nha anh chị. Nó có cái con này nè. Con này là độ nhất anh chị ạ. Chỉnh cẳng đồ hoàn thiện anh chị. Con này độ nhất nè. Chạng chạng anh chị ơi. 9-10 nha. Mai em mới để về quay chung cho anh chị chứ không em cục riêng rồi. Đi. 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 Đây. Đi. Đi. Đó, nó có chạng bò ở nhà. Này cũng quen anh chị. Dù mình mới ra bò lớn bắt lại tầm mấy bò nhỏ nhỏ này về mình để vô anh chị. Đi. Đó, 8 con anh chị. 8 con. Con nào hay đít cũng ngon hết. Có mấy ông lùng lùng đít dữ quá trời anh chị. Đó. Quá là đít luôn anh chị sao? Đi. 8 con nha cùng chú anh chị. Đó. Đi. Đi con. Đi. 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 Giá bò này giờ cũng nới anh chị. Chú mua hồi tháng rồi nó cũng cặp này cũng cỡ 3-4 triệu cặp không anh chị. Đó. Bây giờ bán show cho anh chị mình luôn nha, 8 con này nha. Giá là 15 triệu nha anh chị. Giá show hết nha, 15 triệu hết nha. Đó. Nói chung là em quay vậy là nói chung là chân cẳng đồ hoàn thiện nha anh chị. Còn em cột thì quay kỹ một chút cho anh chị mình ha. Đó. Đó giờ đứng im hết rồi đó. Đó, rất là chân cẳng đồ hoàn thiện anh chị. Đi, đi đâu. Cũng dễ nên em để dành quay vậy. 8 con nha anh chị. 8 con này nha, em bán giá show 15 triệu bữa đồng nha anh chị ha. Ừ, con bông đít quá đít 6 múi luôn anh chị. Đó. Đít quá là đít ha. Chiều cao tầm 1m03 với lại 1m06 nha anh chị. 1m06, 1m07 nha, cho anh chị mình dễ hình dung nha. Đó. Cái con 8 con này là không có dây. Em không có cục dây. Có con này kìa, chừa lại con này cục dây. Nhưng con này cục dây bỏ lại, hai con này bỏ lại. Đó, bày 8 con, tổng lại 8 con cho anh chị mình ha. Đó. 8 con bò ha. 8 con này nó 9-10 nhau nha anh chị. Đó. Có con này là cộm nhất, con này là có tuổi nhất à. Đó, ông này nè. Ông này là có tuổi bò nhất.
8 con nha anh chị. 8 con. 15 triệu nha anh chị, 15 triệu nha. Bò này bao ship khu vực ở xa cho cô chú anh chị luôn nha. Tầm khoảng 100 cây nha anh chị. Tại nó ngay báo giá chốt tại chuồng em nha. Bò này cứng cứng bò anh chị. Bò nói chung bò này em báo giá chốt cho anh chị mình nha. Đó. Cũng ở gần khu vực chỗ em thì em bao em còn bớt chút đỉnh tiền phí thôi nha anh chị. Còn ở xa thì em bao phí cho anh chị mình đi nha, tầm khoảng 100 km nha. Thôi giá xét cho anh chị mình cũng dễ so đo chọn lựa luôn nha. Bò này bò đẹp đẹp không anh chị ơi. Con này nó đặt bò hơn. Con này nhận đích nó đã. Bò này chung cũng mới tách mẹ nha anh chị. Mới tách mẹ ra nha. Đó. Chứ bò này cũng còn đứng mẹ chứ không phải là tách lâu rồi nha anh chị. Bò này về em có chích sổ lãi, chích nội ngoại ký sinh cho nó hết rồi. Có con thì em có chích kiến trùng đường máu cho nó rồi. Tại vì nhiều lúc năng cám nó ỉa anh chị. Em có chích rồi. Mới này là em có chưa có chích kiến trùng máu nha. Mới có chích ký sinh thôi. Nói chung trong bầy này có không có con nào mà lép nha anh chị. Có hai con này nó cao bò hơn nè. Con này với con búa tiêu anh chị mình dầm thấy không? Nó cao hơn đó nha. Cao có khung xương đầu hơn. Nếu mua riêng hai này là ngoài 30 rồi nha anh chị. Đó. Như cặp này là ngoài 30 triệu của em rồi đó. Chung hình bán chung chung vậy cho anh chị mình dễ lựa ha. 8 con bò ha. Giá bổ đồng là 15 triệu nha anh chị. Giá chốt của em ha. Đó, còn chú anh chị nào quan tâm chốt hết 8 bò này ha. Nó cũng dễ anh chị. Nói gì bây giờ mình thả chung chung bày cũng dễ. Đi ra. 8 con. 9 mượn nha anh chị. Em có một con được xin anh chị. Con được xin. Nói chung được man chứ. Con được man anh chị. Được man rất là khéo, bò manh mỹ nha. Chiều cao là 1m12 ba bò anh chị. Cái này là mới chích sổ lãi ve nó nè anh chị. Đó, mới chích cho nó nha. Thấy không? Mới chích nó nãy còn u quá anh chị. Nó chung cũng có so dỗ cho anh ta mà cũng còn u. Bò này dàn xương, dàn xương rất là lớn anh chị. Dàn xương rất là lớn luôn. Con này cũng 7-8 tháng bò nha anh chị. U lu à. Đi. Ồ gen anh chị mình dần thấy bò thả theo mẹ anh chị. Chứ là lại qua ve, em cũng mới chích xong. Ồ con này đang thả đang đu nữa lớn lắm anh chị. Con này xương khỏi phải nói luôn. Manh mỹ anh chị. Cổ rô ha. Nhìn củ rô thăng lưng nó đùi nó kìa. Ừ, con bò này lớn lắm, đẹp lắm anh chị. Nó gì ăn cắn nó theo. Ồ, rút yếm lệch phạt anh chị ơi. Nó gì ăn cắn anh chị em thấy không? Bò này về mới thay dây thay. Trong dàm nông dân mà họ thay họ làm cho mình nó không khéo á. Về sửa lên chị. Nó dần gu dần lưng nữa nè. Nó gì nó cắn nó sằng ở mình thôi. Chúng mình chích bữa hai nó rụng hết anh chị. Con này mét 17 bò nha anh chị. Mét 13 bò ha. Có cô chú anh chị nào quan tâm bắt được xin anh chị ha. Giá cũng 13 triệu nha anh chị. 13 triệu nha. Nè, hai con này nãy bắt chung nè. Con này thì nó ngay cũng chốt cho anh ta rồi. Cái siêu chốt cho anh ta rồi. Đó, em mới chích coi cái siêu đó anh chị không. Đi. Bò này chạy đu đít quá khủng luôn vậy. Dần mình rất là dày bò luôn. Giá 13 triệu nha anh chị. 13 triệu nha.
Diêm có một bộ mẹ con đực 3B nhảy được anh chị ơi, con mẹ sim mà con là 3B nhảy anh chị. Đó anh chị mình dần thôi. Nó vẫn lan với nó có bông mất tiêu đó anh chị ơi. Một con này chiều cao phía đủ 1m1 nha anh chị. Dần xương quá là xương đó anh chị, mình dần dần xương. Đó, đầu nó không có pha mất tiêu anh chị ha. Nó cũng rẻ tiền anh chị ơi, với mẹ con nè, hai mẹ con luôn. Con mẹ này đây chắc cũng đẻ đứa thứ ba anh chị. Trong bò người ta cũng có phối lại cho mình rồi nha. Cái con mẹ này nhát nhát đó anh chị, em quay ra rõ luôn, tại sẵn em quay luôn nha. Dù anh chị mình có chốt đường bắt mình để bữa hai cho nó bớt đi. Nè, nó lên xe anh chị, lên xe xuống xe nó phóng bang xuống anh chị. Tại bò này không có đi xe á. Nó nhát nhát trúng vô cái đùi gối nó đó. Nó chạy sưng anh chị thấy không? Đó. Nói chung qua về không có, sáng mờ này cái nó hơi sưng anh chị. Em cũng mới chích nó rồi. Bò này thì em bao nha, bao là không có bị diêm da nó cục nha anh chị. Nó chỉ là nó lên xe nó cái ngắn bẩn anh chị. Nó bàn xuống á. Trong bò nhà vườn nuôi không có lên xe xuống xe nó sợ anh chị. Con mẹ chiều cao 1m25-26 bò nha anh chị, con mẹ nè. Con mẹ này kiểm tra cái sái nó là sái mặt nghiêm chỉnh, sái lưng thì nó lố chút xíu nha anh chị. Nó lố khoảng chừng chắc cũng cỡ gần cả gan tay nha anh chị. Nói chung con nằm lưng chừng nha, chứ không phải là lố lúc trên đó không. Sẽ lố mẹ cũng còn tơ bò, còn mẹ này răng khóe cũng còn hụt hụt mà chưa có lên đều anh chị đó. Mẹ cái bản quá lớn luôn chị, bản quá là lớn luôn. Chừng nó trúng vô cái bẩn nó bàn luôn lên mình xuống anh chị, phóng mà đâu đau cái chân luôn. Mà đi đứng bình thường nha anh chị, nó không có nhắc nha. Cũng như mình trúng vô cái chỗ nào nó hơi sưng sưng, cái bữa hai nó lành anh chị, bữa hai nó sẹp. Em cũng có chích cho nó mũi rồi. Bò mẹ đi đứng đồ hoàn thiện nha anh chị. Bao xả bao lòi cho cô chú anh chị mình nha, trong vòng tháng 2 tháng nha anh chị. Bò người ta có phối rồi mà em nãy không có hỏi là phối bao lâu. Kinh cảnh hoàn thiện nha. Con là con 3B nhảy đực nha anh chị, không phải là bông tinh nha. Đó anh chị mình nhìn đít nó kìa, đít nó cũng nở nha, chứ không phải là dạng như mấy con bò xin nha anh chị. Chiều cao là mét khí độ 1m1 nha. Bò này bán giá cũng lăn cắn ký chút xíu anh chị ơi. Nói chung anh chị nào mua em cái giá tại chuồng của em nha anh chị. Đó. Chứ em bao phí khu vực Củ Chi thôi nha. Em không có bao xa nha. Nó bò này em chốt giá 24 triệu tại chuồng của em nha anh chị. Là em bao xe khu vực gần về Củ Chi nha. Em không có bao xa nha. Đó. 24 triệu nha anh chị. Giá chốt cho anh chị mình luôn nha. Dù cô chú anh chị nào ở xa thì phụ phí giúp em nha, chứ còn ngoài bao xe ở xa không có bao nha. Bò này báo giá chốt cho anh chị mình nha, anh chị mình dễ anh Dung ha, ít tiền anh chị. Một con giờ cũng nhiêu tiền anh chị thấy không, bò mẹ giờ tầm cũng cỡ 14 triệu tiền bò mẹ được quá bản luôn chị. Nói chung bò mẹ con này cũng hơi gánh chút đỉnh như vậy ha. Đó. Mẹ dần mền rất là dày anh chị. Nó dần lai lường nó kìa đó. Nó là đúng chiền nha. Đó. Anh chị thấy chiền không? Nó chiền tới đúng luôn thấy không? Tại em tính cũng chưa có quay lên cho anh chị, nhưng mà thôi sẵn ấy quay luôn đó. Bò này vốn cái dàn vú đều ro anh chị, rất là tốt vú luôn ha. Bò này trong chủ ông chủ ông ở nhà ấy rồi, ổng sỏi dàm hơn sớm rồi là ổng cọt rồi anh chị. Nó cho dạng cái bò thả ra nó mau lớn lắm nè, OB nè. Bò nó dạng xương quá là lớn luôn anh chị ơi. Giá 24 triệu tại chuồng em nha anh chị. Em bao xe khu vực Củ Chi thôi nha. Đó, anh chị mình chốt được cặp mẹ con gì nó có tiền ha. Dù anh chị nào ở xa các tỉnh thì phụ tiền xe giúp em nha. Nói chung vụ báo giá ở xa thì vô báo mình nói tầm cũng cỡ 26 thì mình còn bao phí nha, còn nói giá chốt tại chuồng luôn cho nó dễ.
đó, chị muốn bắt bộ mẹ con liên hệ số điện thoại em có để trên tiêu đề nha, kiếm được mai nha anh chị. Nó buổi sáng lên cho cô chú anh chị mình 83B với con đực man với mẹ con đực 3B nhảy đực nha anh chị ha. Đó, liên lạc mẫu này liên lạc giúp em nha. Cũng nhớ cho em một lượt like, được đăng ký kênh giúp em nha anh chị. Đó. Còn bộ nữa nè, bộ này cũ nè anh chị. Giá rẻ. 22 triệu nha anh chị. Đó, được 3B bông nè. Ít tiền nha anh chị ha. Bò này nuôi cũng lâu rồi anh chị, thế ra bán giá này lỗ luôn rồi. Đó, anh chị nào sẵn coi gì lại cái clip giúp em nha. Đó, 22 triệu luôn, 22 triệu anh chị. Đó. Bà mẹ lên giống qua nước rồi. Một con đực 3B muốn tiêu. Con mẹ này nó lưng nó hai cong cong anh chị, nó chiều cao mét mười mấy rồi à. Còn con này chiều cao nó cũng có được 8 cũng tắt nha anh chị. Cũng bò con cũng hai tháng rồi. Đó, anh chị nào quan tâm liên lạc giúp em ha. Mẹ rất là mát sữa nha anh chị, rất là dễ nuôi luôn nha. Rất là dễ nuôi luôn. Bò này bóng anh chị ơi. Ăn cái bụng quá trời cái bụng luôn. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha. Hẹn cô chú anh chị mình video tiếp theo nha.